Xăng dầu giảm giá góp phần kéo giảm chi phí đối với nhiều ngành, đồng thời tạo căn cứ các doanh nghiệp vận tải và hàng hóa, hệ thống phân phối bán lẻ cắt giảm chi phí, hạ giá bán. Mức giá xăng dầu như hiện tại sẽ hạn chế việc cắt giảm chi tiêu của người dân, kích thích tiêu dùng, tạo động lực cho tăng trưởng. Nhà nước hạ thấp cái thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đến mức thấp nhất cùng với cái đà giảm của giá xăng dầu, nó làm cho cái áp lực lạm phát trong nền kinh tế quốc dân ấy nó giảm đi một cách đáng kể. Và từ đó cái lạm phát của chúng ta vẫn có thể kềm giữ được ở cái mức dưới 4%. Để đảm bảo cái mặt hàng xăng dầu nó không ảnh hưởng quá lớn đến cái đời sống sản xuất cũng như là cái chỉ số lạm phát chung. Đồng thời là chúng tôi cũng có những cái kế hoạch, những cái phương án đối với các mặt hàng cốt yếu khác để đảm bảo cho cái giữ cái mặt bằng giá chung. Lạm phát ở Việt Nam hiện nay chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm và xăng dầu tăng cao. Các chuyên gia kinh tế cho rằng với nỗ lực kiểm soát tốt lạm phát như hiện nay sẽ có dư địa để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cái năng lực kiểm soát lạm phát của chúng ta đang nói chung cho đến bây giờ là rất ổn. Thế thì cái việc mà tiếp tục bơm vốn, đừng có quá e ngại lạm phát, mà để mà bơm vốn ấy, cho nền kinh tế là cần được ưu tiên. Những tháng cuối năm, kiềm chế lạm phát tiếp tục là mục tiêu quan trọng trong điều hành của chính phủ. Đó là cơ sở để ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác, kích cầu và đặc biệt là sự cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới.